You ready, JD? Okay. Say ready. Say ready. Okay, I think he said yes. À, cô chú ơi, sáng giờ mẹ với ba chơi bận quá. Wait, okay, right, wait until three, okay? Wait until three. Nên bây giờ mới có thời gian để làm bếp cho chay riêng này cô chú. Two, three. Wow! Wow! Yay! Happy birthday to you. Da, da, da. Happy birthday to you. Da, da, da. Happy birthday to Jessica. Da, da, da. Hoi Sia, happy birthday. Da, da, da. Yay. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day and happy day for JD. She had to blow out candles. Jay, con nói yeah, happy Mother's Day. What do you want me to do? Mother's Day cho cô chú đi. Ooh, be careful. Wow, rồi đốt lên, con tự đốt lên đi. Đó, nó biết đó. You want it to light? Nó biết tự đốt lên đó. Nè, mày bấm vô nè, bấm vô nha. Nó biết chỉ vô vậy là đốt. No, teacher, don't teach her how to light a candle. No, JD. She doesn't know how to, baby. Don't teach her. Even Bahai and my mom doesn't know how to do this. After that many months Bahai live here. Jada will learn. Okay. Fast. Wow! Good job, Jada. Good job. Yay! Yay! Good job. Yay! Cô chú nhớ đón xem cái video clip sáng tối nay nha. Tối nay bên Việt Nam là mẹ Jay sẽ đăng cái video clip ngày của mẹ, rất là vui luôn cô chú ơi. Sao? Lấy đất quẹt không? Lấy đất quẹt không? Phải không? Cô hôn mẹ miếng đi. Yeah. Love you. Love you. I love you. Say love you. I love you. You. Con nói đi, love you. You. JD, you wanna drive your supercar? Con muốn chạy xe yeah, không? Yeah, we'll be driving it more and more. Nè, cho cô chú coi nè, cái tay chay nè. Đây nè, coi tay chay nè. Đỏ, nó xăm đó cô chú, nó tự vẽ đó cô chú. Yeah. Thì sao? Nữa không? Nữa không? Đỏ lên nè, chồng lên. Đó, chồng lên giờ thổi nha. Chưa nha. Chưa bà, tôi chưa có kịp đốt lên nè. Đấy, mẹ chưa có đốt mà sao con thổi. Thôi à. Rồi, thổi đi. Wow, chưa, thổi đi. Khói đó. Có khói bốc lên cao. Giỏi quá. Nè bây giờ mày lấy cái này cho con chơi nha, chơi cho cô chú coi nè. Nha. Bây giờ chơi nè, chơi. Bỏ im đó, đi lại mô Phật cho mẹ, đi ngồi lại nè, mô Phật. Đi lại mô Phật cho mẹ đi. Nằm xuống, mô Phật. Lẹ lên. Mô Phật cho mẹ. Làm sao? Baby. Yes, dear. Can you come out here please? Thôi mẹ em cất này, con có cái này là con đang. Rồi, mô Phật đi. All right, ready? You look up there. You see Buddha? You see Buddha? Mô Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Oh, good job. Okay, say you see Buddha? Nam Mô. Good job. No, Nam Mô, not Nam Mới. Oh, Nam Mô? Nam Mô. Nam Mô? Okay, play the piano. Ready? Yeah, chơi cái piano đi cho cô chú coi nào. Giờ cô chú chưa có thấy chơi này. Quài này chơi được tặng lâu rồi mà bây giờ chơi lớn rồi chơi mới chơi được cô chú ơi. Okay, what do you do? Chưa. Rồi, chơi đây. What do you do? Step up. Baby, pull her shirt down, baby. Oh, sorry. Do, re, mi, fa, son, la, si, do. Tắt á, cái đó là con tắt á. Cái đó là tắt rồi, mở lên.
Chay chay, con đừng có phá mấy cái sợi dây trong đó chay. No. Chay. No smoking please. Ooh, baby shark. Đu đu. Mommy shark. Đu đu. Ồ, đá banh dữ chưa? Cô chú thấy chay đá banh dữ chưa? Đó đi. Chay mới vừa ngủ dậy đó cô chú ơi. Trưa không chịu ngủ. Tới hả 5 giờ chiều mới bắt đầu ngủ. Ngủ cho tới 7 giờ rưỡi dậy. Giờ hiện tại là 8 giờ tối rồi cô chú. Là 7 giờ sáng bên Việt Nam á. Nên là hôm nay mẹ sẽ đăng clip hơi trễ. Thường thường là giờ này là mẹ có clip cho cô chú coi rồi. Mẹ Chay có clip cho cô chú coi rồi. Nhưng mà bữa nay là bận quá nên là có trễ. Mấy ngày mà mẹ Chay đi làm hay là ấy quá là sẽ có mong mốt mà mẹ Chay đi làm lại là có clip trễ lắm luôn á. Đi làm tới 7-8 giờ mới về mà sao đăng kịp. Mốt cái kêu ba Chay ở nhà. So JD, did Lucky sleep with you today when you napped? Yeah. Oh, Lucky was such a good kitty cat today. Are you happy? You happy you got to sleep with Lucky? Lucky was real good. He let you pet him. Right. Sao hình Sâm đâu cho cô chú coi coi Sâm đâu đâu. Sâm đâu đâu con Sâm. Làm sao? Aww. You want mommy? À, mẹ chưa? Vẽ nha. Cái gì con tên Chay hả? Con tên gì? Chay. Chay hả? À mẹ đi. Con nói đi vẽ. Vẽ. Sai sai gì mà. Rồi vẽ đi. Khó vẽ lắm cô chú ơi. Trời đất ơi ăn rồi cứ đồ vẽ miết luôn. Mốt lớn lên làm họa sĩ hay sao đây nè. Vẽ hoài luôn. Ngồi im là bắt mẹ đưa đồ cho vẽ. Ngồi cái bắt mẹ đưa đồ cho vẽ. Họa sĩ đâu vẽ hết tay chân luôn rồi nè. Nên mặc áo dơ quá chê. Mặc chê. Nay làm clip cho cô chú mặc áo dơ quá à. Vẽ đi con. Vẽ bây giờ vẽ hoa nha. Vẽ hoa nha. Nè. 1 2 3 4 5. Bông hoa có 5 cánh. Bông hoa có mấy cánh? 5 cánh. Okay, vẽ đi. Happy happy Mother's Day. 1 2 3 4 5. Vẽ đi. Bye bye ba đi. Bye bye ba đi công việc đi. Nam mô Di Phật đi. Sao lì dữ vậy ta? Con vòng cho một vòng bây giờ. Dẫn mặt với tôi là sao? Con này nó quá dẫn mặt nha sao? Đó. Mỗi ngày nó cứ viết, nó cứ vẽ, nó cứ vẽ, nó cứ viết. À, bức tranh này là cô chú nào muốn có được bức tranh này không ta? À, những nét vẽ đầu đời của Chay nè. Có cô chú nào muốn chữ ký của Chay không ta? Chữ ký Chay nè cô chú. À, tên là Bành Thị Chay. À. Đó rồi giờ nó cầm lên tay nó. Ê ê đừng có vẽ vô cái đàn. Cái đàn nó để chơi chứ ai đâu vẽ. Wow, dạ giờ vẽ hoa không? Vẽ hoa không? Một bông hoa có mấy cánh? Mày vẽ con hả? Rồi để im ra đi. Ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống. Rồi, vẽ nha. Mày cầm tay con nha. Rồi, vẽ đi. Một bông hoa có mấy cánh? À, một bông hoa có mấy cánh? 1 2 3 4 5. Bông hoa nè. 1 2 3 4 5. 1 2 3. Nó đóng lại nó làm nữa hả? Nó biết đếm 1 2 3 4 5 rồi nó biết đếm 1 2 3 4 5 luôn mà chưa có đành.
nhưng mà mình nói ra là nó nói theo á, mình nói one là nó nói two đó, rồi three, rồi five, đó, rồi bắt đầu một cái ba vậy đó, nhưng mà nó chưa có lấy được cái cảnh đó cho cô chú coi. Vẽ miết luôn. Cho cô chú vẽ chứ không? Chơi, cho cô chú vẽ chứ. Đó, con vẽ cô chú đi. Vẽ vậy nè. Đó, vẽ cô chú đó. Mày lấy cái nước, mày uống qua thác nước quá. Giờ một còn ngoại cho ta 8 giờ nè. 8 giờ đi gọi ngoại coi, 8 giờ là 7 giờ Việt Nam là ngoại thức rồi đó. Ngoại thường thường ngoại có chay thức sớm đó cô chú ơi. Ôi trời trời trời, chỉ vô mặt rồi. Chỉ một rùi lên mặt rồi. Rồi cô chú, nó chỉ một rùi lên mặt rồi nè. Thấy không? Đó, chỉ một rùi. Chí thì tà hả? Ngoại đi đâu rồi? Sao? Muốn gì? Đóng nắp vô hả? Đóng vô hả? Chứ con muốn gì? À đẩy ra đây hả? Đây đây phải không? Chứ muốn gì? Rồi vẽ đi. Vẽ ngược đâu đây? Vẽ ra bị ngược coi. À vẽ kiểu đó, giờ làm biến không vẽ rồi thôi nghỉ. Màu này màu gì ta? Màu này màu gì? Màu nâu. Màu nâu tiếng Anh đọc sao? Brown. Brown. Màu brown. Màu nâu. Cô nói đi, màu nâu. Ê ê, đừng đợi vẽ ghế nha bà. Bà cháu yêu bà lắm luôn á. Thôi, đừng có leo lên đó anh chị. Đó, con chay nó có một rùi, cô chú ơi, con chay có một rùi à. Giỏi. À, trời ơi, đừng có vẽ lên tường ngay đây. Thôi à, cũng được, không được, vẽ cũng không sao đâu. Tại vì cái đó chùi được. Cái mực sơn đó chùi được. Hai. Ôi, tự nhiên cái chấm một rùi lên mặt kìa. Làm sao? Sao mà khóc? Alo hả? Alo đi. Sao mà hốt hoảng vậy? Có chuyện gì mà bạn hốt hoảng vậy bạn? À ngoại gọi nè. Nè ngoại gọi nè. Ủa? Ủa làm gì vậy? Trời, cái chiếc gì bự dữ vậy? Chào ngoại. Ờ đó, cho ngoại coi đó. Cho ngoại coi nó dễ đó ngoại. Quá, đẹp quá, vỗ tay nè, vỗ tay. Chào ngoại đi đó. Chào ngoại đây. À ngoại đi chay. À ngoại. À ngoại đi con. Chay. Chay. À ngoại. À ngoại. À, có con này. Giờ đi kiếm khác chơi. Hai cô chú ơi, bây giờ thôi trời ơi, trời bây giờ nó sơn móng tay cho nó nè. Trời đất ơi. Sơn đi. Đây nè, trời ơi, có được không? Được đời không? Đây nè, đầu này, rồi đó, sơn đi. Trời ơi. Ủa mà sao ở đâu, sao nó thấy vậy trời? Hay là nó vô tiệm nail nó thấy người ta làm trời? Nhiều lần con dẫn nó vô tiệm nail, nó thấy người ta làm để ý trời. Trời ơi trời. Yes baby. À no. Ok, ngồi xuống đi. Đây nè, mày làm cho. Yes, I see
It's out of stock at Fitting. Oh, really? So go to go to a different place. Rồi, đúng không? Tay đưa tay đưa mày xem chưa? Yeah. I'll try CVS. If they don't have it, I'm going home. Yeah. Trời ơi, cô chú ơi, có đời nào mà cô chú thấy nè. Nó sơn móng tay nữa chứ cô chú. Trời đất ơi, đó, mày sơn cho con nha. Đó, giờ mày sơn nè, sơn móng tay nè. Đó, sơn móng tay cho chay nè. Trời ơi. Không, hay là đi chở vô tiệm nail nó thấy à, sao kỳ vậy trời. Chả hiểu nổi vậy ta. Đó, móng tay nha. Đó, trò chơi luôn. Coi, cho cô chú coi. Wow. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ừ, con nội sơn mà. Đây nè, đây nè, đưa đưa xuống cho cô chú coi nào, bằng tay. Wow. Cho ngoại coi, cho ngoại coi. Ngoại ngoại, ngoại ơi, coi con chay nó sơn bằng. Không phải đâu, đó. Nó quá đẹp luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, chết là xấu quá rồi. Đi dù đi rửa nha, mà vẫn đi rửa nha. Giờ sợ đó, thằng ổng. Ừ, giờ sợ rồi. Rồi đi, bây giờ đi rửa tay nha. Đẹp, nó đẹp, nó xấu quá xấu rồi. Ừ, rồi đi rửa tay nha. Đi đi ha. Rồi rồi đi rửa tay. Rồi chào tạm biệt cô chú đi, bye bye cô chú đi rửa tay. Bye bye, qua cô chú một cái. Rồi giỏi, thôi đi rửa tay ghê quá đi, yêu. Trời ơi, yêu. Thôi đi rửa tay, đi rửa tay. Mai mốt, nè nè. Từ giờ về sau không được chơi vẽ nữa nghe chưa? Dạ đi. Mà từ giờ về sau con không được vẽ nữa nghe chưa? Ai mượn con vẽ là mẹ vẽ cho con rồi cho con biết đời con đó. Rồi bye bye cô chú đi. Cái gì vậy? Đừng có đụng tôi, ghê quá. Ê, ghê quá, đừng có đụng tôi đi. Rồi bây giờ ù qua cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Không chưa. À. Rồi đi rửa tay nha. Dạ. Con nói đi rửa tay. Rửa tay nè. Ui, ghê quá. Ok, bye bye cô chú đi rửa tay.